làm những cái chương, cái vách của bộ Dông Đỉnh, gỗ hương đá. Đây là cách giữa. Mình để coi thấy là cách giữa mình rất chi là dày. Được hai mặt. Nhà mình không hề lấy rác ra, đây là rác thì mình bỏ tất cả phần này, nhà mình bỏ hết này. Đấy. Đây là vẽ mẫu xong rồi đục tay trước mặt đằng sau đây, này mình cũng làm. Đây là phôi gỗ, đây mặt đằng trước, mặt đằng sau đây. Được rồi. Đấy. Sau về đi nhá. Em về. Ơ, cảm ơn nhá. Mặt sau này rất là hoành tráng. Đấy, để tạo ra một con bộ Dông Đỉnh như này nó rất mất rất nhiều công.